Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Trường Giang hiếm hoi hé lộ bên trong căn biệt thự sang trọng trong dịp sinh nhật của Nhã Phương. Vừa qua, nghệ sĩ hài Trường Giang đã tổ chức tiệc sinh nhật thân mật cho bà xã Nhã Phương. Buổi tiệc được chia sẻ với khán giả thông qua livestream trên Facebook. Đặc biệt, Hòa Minzy và Ái Phương cũng góp mặt tham gia. Ngoài ra, trên fanpage nghệ sĩ Trường Giang, nam danh hài cũng gửi lời chúc đến Nhã Phương với lời nhắn chúc mừng sinh nhật mẹ Destiny. Theo đó, nam nghệ sĩ hài cầm cùi trang trí tiệc sinh nhật cho bà xã, bong bóng và hoa tươi lấy tông màu hồng làm chủ đạo. Còn Hòa Minzy thì say mê hát theo tiếng đàn của Ái Phương. Trong livestream, Ái Phương và Hòa Minzy đã cùng song ca một số ca khúc để chúc mừng sinh nhật Nhã Phương và gửi tặng đến khán giả. Rất đông người hâm mộ đã gửi lời chung vui đến nữ diễn viên cây táo nở hoa. Tuy nhiên, điểm khiến cư dân mạng chú ý chính là một góc căn biệt thự của Trường Giang và Nhã Phương được hé lộ trong livestream. Có thể thấy tổ ấm của hai vợ chồng có thiết kế khá hiện đại, lấy màu trắng làm chủ đạo. Đặc biệt điểm nhấn của căn nhà chính là chiếc cầu thang uốn lượn cũng có màu trắng. Được biết khoảng giữa tháng 4 2017, vợ chồng Trường Giang và Nhã Phương đã sở hữu một căn biệt thự vô cùng đắt đỏ, trị giá 15 tỷ tại thành phố Biển Phú Quốc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.